Về cái thời lượng chương trình thì chúng ta sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút. Vâng ạ, thì tất cả quý vị xem live stream có thể quan tâm về cái hội chứng ruột kích thích thì có thể đặt trực tiếp câu hỏi comment ở dưới live stream, hoặc là gọi điện về số hotline tư vấn của trung tâm là 0962448569 để được trực tiếp chuyên gia tư vấn giải đáp ạ. Rồi chúng ta bắt đầu vào chương trình nhé. Vâng, chào bác sĩ. Một trong những cái bệnh lý đường ruột thường gặp nhất ở nước ta cũng như ở trên thế giới hiện nay là cái hội chứng ruột kích thích. Theo cái thống kê thì tỷ lệ mà mắc cái hội chứng này thì nó tới khoảng từ 5 đến 20% dân số. Có nghĩa là cứ khoảng 100 người thì có khoảng từ 10 đến 15 người mắc cái hội chứng ruột kích thích này. Thì cái tỷ lệ ở nữ giới thì cao gấp 2 lần so với nam giới, và thường xảy ra ở cái người có cái độ tuổi từ trên 40 tuổi trở lên. Vậy bác sĩ có thể cho biết là cái hội chứng ruột kích thích là gì? Nguyên nhân dẫn đến cái hội chứng ruột kích thích này và tại sao lại cái tỷ lệ mà hội chứng ruột kích thích này nó lại nhiều như vậy ở nước ta hiện nay và cũng như trên thế giới? Xin kính chào các quý vị khán giả. Và như chúng ta biết, tức là hội chứng ruột kích thích đây là một cái tình trạng rối loạn chức năng của ruột với những cái biểu hiện là bệnh nhân sẽ có như là đau bụng này, đầy trướng này, và có cái rối loạn phân, rối loạn số lần đi đại tiện trong một ngày. Nhưng mà tuy nhiên thì người ta lại không tìm thấy những các cái tổn thương thực thể tại đại tràng. Và về cái đối tượng thì chúng ta thấy là tất cả các cái đối tượng đều có thể mắc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên thì nó sẽ nằm ở một số các đối tượng như là nữ thì nhiều hơn nam, tức là tỷ lệ nữ gấp 2 lần, và thường hay gặp ở các cái lứa tuổi từ 30 đến 50. Đây là cái đối tượng mà còn đang hoạt động trong xã hội. Vâng, thế về nguyên nhân thì chúng ta thấy được là hội chứng ruột kích thích thì nó sẽ có, thứ nhất là về bất thường nhu động ruột. Tức là cái nhu động của chúng ta nó cũng bất thường, có thể là nó sẽ nhanh lên, nhiều hơn lên, và cũng có thể là nó sẽ giảm đi cái nhu động ruột. Thứ hai là tăng cái tính nhạy cảm của niêm mạc ruột. Và thứ ba nữa là có thể sau những các cái nhiễm khuẩn tiếp theo là nó như là một cái tình trạng không dung nào, hoặc là dị ứng với một cái loại thức ăn nào đấy. Khi chúng ta ăn một cái loại thức ăn nào đấy thì có thể nó làm cái chất dị ứng đối với các cái cơ thể chúng ta đối với niêm mạc ruột, và cũng có thể thấy là nó sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa này, rồi là các cái căng thẳng, các cái stress, và đặc biệt là các cái tính chất có tính chất di truyền nữa. Và thế thì chúng ta thấy là tại sao cái hội chứng ruột kích thích ngày nay cái bệnh nó lại càng gia tăng phát triển và hầu như nó trẻ hóa, vì chúng ta biết là do cái đặc điểm hiện tại thì do cái đời sống kinh tế, đặc điểm lao động là cái công việc của chúng ta nó có rất nhiều cái áp lực trong công việc này, trong học hành, trong phấn đấu, trong cuộc sống gia đình, tất cả những cái đó nó cũng tạo một cái căng thẳng stress, và nó sẽ làm cho cái nhu động ruột của chúng ta nó bị kích thích lên. Và thứ hai nữa là chúng ta biết là một cái chế độ sinh hoạt của chúng ta ngày nay do công việc, do cái lối sống của chúng ta nó không được khoa học. Ví dụ như là thức đêm này, làm việc này, có khi là thức đêm như ngày thì ngủ, nó làm đảo lộn cái đồng hồ sinh học của cơ thể con người, cũng là một trong những cái yếu tố có thể dẫn đến. Tiếp theo nữa là một cái chế độ ăn uống. Bằng ngày nay thì thường chúng ta cũng có thiếu ăn, nhưng mà một cái chế độ ăn uống mà không khoa học, ví dụ như là chúng ta ăn các cái thành phần thức ăn nó không cân đối giữa protein, glucid, lipid và các vitamin, các khoáng chất. Có thể chúng ta ăn quá nhiều các cái chất mỡ này, ăn quá nhiều các cái chất đạm, ăn quá nhiều đường, đấy cũng là những các cái yếu tố. Và đặc biệt nữa là ăn ít rau xanh, hoa quả tươi này, và một cái chế độ mà lạm dụng rượu bia. Chúng ta biết rượu bia cũng là những các cái chất kích thích đến niêm mạc của ruột và cũng có thể dẫn đến tình trạng hội chứng ruột kích thích. Và một cái các cái thực phẩm nó không đảm bảo, như là các thực phẩm bẩn, như là bị ôi thiêu, bị nhiễm khuẩn, cũng như là các cái chất bảo quản này, những các cái hóa chất ở trong những các cái trồng trọt, tất cả những cái đó nó cũng sẽ có thể là ảnh hưởng đến cái chức năng ruột của chúng ta. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là một cái chế độ ít vận động, đặc biệt đối với những người mà làm hành chính, ngồi hầu như ngồi cả ngày, nhưng mà luôn luôn cái tinh thần thì luôn luôn là căng thẳng, thì đấy cũng là một trong các yếu tố có thể làm cho cái tình trạng các bạn trẻ hoặc là tình trạng gia tăng của cái bệnh lý hội chứng ruột kích thích ngày càng nhiều hơn. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.
thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về các cái triệu chứng mà thường gặp ấy của một cái người mà có cái hội chứng ruột kích thích không ạ? Thì các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích thì nó sẽ có các cái triệu chứng. Thứ nhất là đau bụng, chúng ta biết là cái đau bụng thì cái vị trí của đau là thường đau ở các cái khung đại tràng, như là đại tràng lên, đại tràng ngang và đại tràng xuống, và thường có các biểu hiện như là đau ở bên hỗ trợ phải, hỗ trợ trái, hoặc là đặc biệt là bên cái đại tràng trái và cái đại tràng xuống và nó ở bên trái. Thì là có cái đau này, có thể chúng ta đau như là có những cơn đau quặn quặn bụng này, rồi là khi đi ngoài thì cảm thấy dễ chịu hơn. Cái đau này thì là khi đau thì chúng ta cũng có cảm giác như là bụng đầy trướng này, có thể có một số dấu hiệu như là buồn nôn này, rồi là rất là mệt mỏi. Thế và về thứ hai nữa là về cái rối loạn phân, thì chúng ta thấy là đối với hội chứng ruột kích thích thì chúng ta sẽ có là có những cái dạng như là có thể phân có thể là đi lỏng xen kẽ với những cái đợt đi táo. Về đi lỏng thì có thể là cái số lần hơn 3 lần trong một ngày. Thế và có thể đi táo thì chúng ta cũng thấy là ví dụ một tuần thì dưới 2 lần đi một tuần đấy, tức là cái phân nó có xen kẽ giữa lỏng và táo. Thế và nếu mà phân lỏng thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ như là phân thường là có thể nát này, có thể sống này và có thể lỏng. Thế và ngoài ra thì đối với trường hợp táo thì phân rất là rắn và có thể như là phân dê. Thế và cái tình trạng phân và cái số lần đi cũng như vậy, tức là sẽ là trong những trường đợt lỏng thì có thể là một ngày đi trên 3 lần, thế và trong những đợt táo thì có thể một tuần chúng ta chỉ đi có 2 lần, ít nhất là 2 lần. Thế đấy là những cái trường hợp là về rối loạn phân. Và ngoài ra nữa thì đặc biệt là đối với hội chứng ruột kích thích thì chúng ta cảm thấy bụng nó rất là hay, luôn luôn cảm thấy đầy bụng này, cảm thấy bụng nó trướng căng lên này. Và chúng ta cũng cảm thấy là sao bụng của chúng ta, cái vòng bụng của chúng ta nó sẽ to hơn, mặc quần áo sẽ cảm thấy nó chặt hơn, hoặc là chúng ta cảm thấy là rất là khó chịu, rất là mệt mỏi, và đôi khi cũng không muốn ăn uống. Đấy là những các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy thì cũng có rất là nhiều những cái triệu chứng rất điển hình của cái bệnh cả cái hội chứng ruột kích thích này đúng không bác sĩ? Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi thì nhiều quý 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 độc giả cũng như là khán giả đang xem livestream thì cũng rất là quan tâm về cái biến chứng, thì không biết là cái hội chứng ruột kích thích này nó có những cái để lại những cái biến chứng gì cho người bệnh khi không được điều trị triệt để không ạ bác sĩ? Thì chúng ta thấy là đối với hội chứng ruột kích thích thì đây là một cái bệnh lý mà nó có tính chất mãn tính, tái đi tái lại. Nó thực chất thì nó không trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta, nhưng tuy nhiên nếu mà chúng ta không có một cái chế độ điều trị tốt, một chế độ kiêng khem tốt, thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, vì chúng ta thấy là nó mãn tính này, nó tái đi tái lại rất nhiều lần, và nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu. Thế và thứ hai nữa là đối với cái hội chứng ruột kích thích thì nếu mà chúng ta cứ không điều trị thì có thể là từ những cái tổn thương cơ năng thôi, thì nó có thể dẫn đến những cái tổn thương thực thể, nó làm cho tổn thương các cái niêm mạc. Thế và nặng hơn nữa thì chúng ta cũng có thấy từ những cái tổn thương niêm mạc thì nó cũng có thể dẫn đến tình trạng như là viêm đại tràng xuất huyết này, rồi là những cái tình trạng như là thủng đại tràng này, và có thể những cái dẫn đến tình trạng ung thư hóa khi mà nó đã có những các cái tổn thương thực thể. Thế và vì những cái tình trạng cái hội chứng ruột kích thích nó cứ tái phát nhiều lần và nó lặp đi lặp lại như vậy, nên là chính vì vậy mà nhiều người sẽ dẫn đến tình trạng như là lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Như Vâng. vậy thì chúng ta thấy là mặc dù là nó không có những các cái ảnh hưởng biến chứng nhiều đến cái sức khỏe chúng ta ngay lúc đó, nhưng mà nếu mà không có cái việc theo dõi và điều trị thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, và đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Các bạn đang xem livestream trực tiếp tư vấn điều trị hiệu quả hội chứng ruột kích thích bằng y học cổ truyền. Trực tiếp do tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân Anh, cố vấn chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc tư vấn. Quý vị có những cái thắc mắc về cái hội chứng ruột kích thích này thì có thể đặt câu hỏi ngay dưới livestream để được trực tiếp bác sĩ giải đáp, hoặc là bạn có thể
gọi điện trực tiếp vào số hotline tư vấn của trung tâm 0962 448 569 để được trực tiếp chuyên gia tư vấn cho bạn ạ. Vâng, chúng ta tiếp tục chương trình bác sĩ. À, bác sĩ ơi, với cái hội chứng ruột kích thích thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân cũng như là rất là nhiều những cái mà để lại cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như sinh hoạt của người bệnh. Thì bác sĩ có thể cho mọi người biết được là cái phương pháp hiện nay, cái phương pháp nào để điều trị cái bệnh này và cái phương pháp nào thì là hiệu quả nhất, thưa bác sĩ? Vâng, thì chúng ta biết là đối với điều trị các cái hội chứng ruột kích thích thì chúng ta cũng sẽ chủ yếu vẫn là các cái phương pháp điều trị nội khoa. Vâng, thế và cũng có là điều trị theo phương pháp y học hiện đại và có thể là điều trị theo phương pháp y học cổ truyền. Vâng, thế chúng ta biết là đối với y học hiện đại thì cái phương pháp điều trị đây thì là nó sẽ có cái tác dụng là để giúp cho chúng ta phục hồi được các cái chức năng, tức là nó sẽ điều trị nội khoa này với một cái mục tiêu. Chúng ta biết là đây là một cái bệnh lý mãn tính và tái đi tái lại nhiều lần, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái điều trị một cách kiên trì và đặc biệt là điều trị toàn diện, tức là bên cạnh những cái phương pháp điều trị bằng thuốc thì chúng ta cũng sẽ có những các cái phương pháp như là thay đổi lối sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt để giúp cho mang lại cái hiệu quả cao. Vâng, thế và về chúng ta biết là về cái điều trị của y học hiện đại thì chúng ta thấy là tùy theo các cái triệu chứng của bệnh thì các bác sĩ cũng sẽ điều trị, và cái này chủ yếu cũng là điều trị các cái triệu chứng. Ví dụ như là khi bệnh nhân đau bụng thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái thuốc này, ví dụ như là những cái thuốc chống co thắt đại tràng và một số những ví dụ như là những các cái thuốc chống tiêu chảy ở trong những cái giai đoạn mà chúng ta bị tiêu chảy, hoặc là trong những giai đoạn táo bón thì cũng sẽ có bác sĩ cũng sẽ cho có một số các cái thuốc nhuận tràng. Vâng, thế và cũng có thể cho một số các cái thuốc chống loạn khuẩn ruột này. Vâng, thế và đấy, hoặc là nếu mà chúng ta có thêm các bội nhiễm thì lúc đó sẽ điều trị thêm kháng sinh. Đấy là các cái phương pháp của y học hiện đại. Vâng, thế còn điều trị theo phương pháp của y học cổ truyền thì chúng ta biết ngay từ thời xa xưa thì cha ông ta cũng đã điều trị những các cái chứng bệnh này rất mang lại hiệu quả. Và theo như là những hội chứng ruột kích thích thì trước kia cũng nằm ở trong một cái chứng bệnh của y học cổ truyền, đấy là chứng phúc thống, tức là đau bụng này, và thứ hai nữa là có thể như là cửu lị tiết tả, bằng chứng tiết tả tức là rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lỏng, đi nhiều lần. Vâng, thế và cái này thì theo quan niệm học cổ truyền thì nó liên quan đến các tạng như là tạng can, tạng tỳ vị là chính, và có thể thận nữa. Vâng, thế và về nguyên nhân thì nó cũng do rất nhiều các cái nguyên nhân. Thứ nhất là do cái lục tà khí từ bên ngoài vào. Thứ hai nữa là do những cái chế độ ăn uống của chúng ta, vâng, ăn những thức ăn sống lạnh này, những thức ăn ô nhiễm, những thức ăn mà nó có các cái chất bẩn, các cái hóa chất. Vâng, thế và ngoài ra nữa là do những các thất tình, cái rối loạn thất tình nữa. Rối loạn thất tình tức là có 7 loại tình trí chúng ta có thể rối loạn, thì cũng có thể dẫn đến làm cho can khí nó bị uất và dẫn đến cái tình trạng là hội chứng ruột kích thích hay là những các cái chứng như là tiết tả hay là phúc thống. Vâng, thế thì là ở y học cổ truyền chúng ta cũng đã có tùy theo các cái thể bệnh thì cũng đã có những cái bài thuốc qua những cái kinh như tứ chẩn, qua cái thăm khám tứ chẩn tức là vọng văn vấn thiết, thì các thầy thuốc sẽ có những các cái chẩn đoán các cái thể bệnh cụ thể và từ đó sẽ đưa ra những cái bài thuốc. Và ngày nay thì chúng ta thấy được những các cái vị thuốc, những bài thuốc này đã được soi sáng dưới ánh sáng của y học hiện đại và cũng đã mang lại cái kết quả. Và ngày nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều những các cái sản phẩm, mà những cái sản phẩm, những cái bài thuốc mà nó đã có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các cái biện chứng luận trị của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thấy trong một cái bài thuốc điều trị thì thường là nó sẽ theo biện chứng luận trị dựa theo cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh để tạo nên một cái bài thuốc, và chủ yếu là nó sẽ có những các cái vị bổ đây tức là bổ kiện tỳ, bổ khí. Và thế và thứ hai nữa là những cái bài thuốc để hỗ trợ cho việc cải thiện các cái triệu chứng. Vâng, thế thì ngày nay thì để điều trị hội chứng ruột kích thích thì tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc thì có cái bài thuốc là bài tiêu thực phục tràng hoàn. Vâng, cái bài thuốc tiêu thực phục tràng hoàn này, đây là một cái bài thuốc kế thừa từ những cái kinh nghiệm bí truyền của người dân tộc Tây cũng vẫn thường sử dụng những bài thuốc này trong những các cái chứng như là đau bụng này,
rồi là các cái rối loạn tiêu hóa. Vâng, thế và cái bài thuốc này cũng đã được Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc mang về kế thừa, nghiên cứu và đưa vào ứng dụng cho bệnh nhân và đã mang lại những cái hiệu quả. Vâng, thế và về cái hiệu quả điều trị thì cũng đã cho thấy được là sau một đợt điều trị thì đã cho thấy được trên 77% các bệnh nhân đã được cải thiện, tức là đã được ổn định các cái triệu chứng như là đau bụng này, chứng bụng này và những cái tình trạng phân như là phân đi nát, đi lỏng, phân sống cũng đã được cải thiện và trở về bình thường, và khoảng hơn 14% thì là đã giảm được các cái triệu chứng. Vâng, thế và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy được là tại sao cái bài thuốc này nó lại có những cái tác dụng như vậy. Thì trong cái bài thuốc này đã được kế thừa từ những cái bài thuốc kinh nghiệm của dân tộc Tây và được các bác sĩ đã thêm những các cái vị thuốc, mà những cái vị thuốc này là những cái vị thuốc rất nổi tiếng để điều trị những các cái chứng bệnh về tiêu hóa như là kiện tỳ, kiện hòa vị này, rồi chỉ thống này, sơ can này. Và trong đó chúng ta thấy những vị thuốc như là bạch chuột. Chúng thấy bạch chuột là một vị thuốc bổ khí kiện tỳ tám thấp, và bạch thược nó là một cái vị thuốc mà sơ can, hòa vị, liễm âm, có cái tác dụng để chỉ thống, tức là để giảm đau, giảm những các cái triệu chứng đầy chướng của bệnh nhân. Kết hợp với chỉ sắc, chúng ta biết chỉ sắc cũng là một vị thuốc có tác dụng hành khí, hạ khí, tiêu thực, và chính vì vậy mà nó cũng có tác dụng để là giảm các cái chứng đầy chướng cũng như là để giúp cho tăng cường cái tiêu hóa. Đẳng sâm là cái vị thuốc bổ khí, bổ trung ích khí, sinh tân dưỡng huyết để tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái hệ miễn dịch cho hệ thống tiêu hóa. Vâng. Thế và ngoài ra nữa thì còn có ở trong đối với hội chứng ruột kích thích thì còn có cái vị thuốc mà của đây là một cái vị thuốc dân gian của người dân tộc Tày, đó là một cái vị thuốc là cây si lung. Và cái cây si lung này thì nó có cái tác dụng là để ổn định cái nhu động của ruột, tức là nó sẽ điều hòa cái nhu động ruột trở về những cái trạng thái cân bằng bình thường, tránh những tình trạng nhu động ruột quá kích thích dẫn đến tình trạng rối loạn như đi phân lỏng, cũng như là những cái tình trạng ruột nó không giảm nhu động rất nhiều và dẫn đến tình trạng táo bón. Như vậy thì nó sẽ có tác dụng là sẽ điều hòa giúp cho cái nhu động ruột của chúng ta trở về bình thường và giúp cho người bệnh sẽ cải thiện được các cái triệu chứng. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy còn có một cái loại cây nữa là cây chắp phe. Và cái cây chắp phe cũng là một cây thuốc kinh nghiệm dân gian của dân tộc Tày được sử dụng, và cái cây này nó có cái tác dụng là phục hồi các cái niêm mạc ruột mà nó bị ảnh hưởng, như là nó quá nhạy cảm, quá kích thích, để giúp cho cái tiêu hóa của chúng ta nó tốt hơn. Vâng, thế và đặc biệt nữa là trong cái bài thuốc này thì chúng ta thấy là nếu mà ở các cái dạng thể lỏng thì các bác sĩ cũng sẽ có những cái gia giảm thêm những các vị thuốc như là chúng ta thấy như là hoàng bá, hoàng liên. Hoàng bá, hoàng liên đây là một vị thuốc y học cổ truyền, nó có tác dụng thanh nhiệt táo thấp. Vâng, tức là qua nghiên cứu dược hiện đại, người ta nhận thấy rằng hoàng bá, hoàng liên trong thành phần nó có berberine, nó có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, và đặc biệt nó có tác dụng kháng khuẩn, đặc biệt là những các cái kháng khuẩn như là rất phổ rất rộng như gram dương, gram âm, và nên chính vì vậy nó có tác dụng diệt các cái vi khuẩn bất lợi. Và bên cạnh đó thì nó còn có những các cái vị thuốc tăng cường, những cái vị thuốc như là để hành khí, lý khí, tiêu thực, như là sa nhân, mộc hương, và một số những các cái vị thuốc để mà như là sơn thù, có cái tác dụng là ngô thù du, và nó có tác dụng là ôn kiện tỳ thận, và nên là nó giúp cho để chữa những các cái chứng bệnh mà do rối loạn tiêu hóa, do đi lỏng. Và thế và còn đối với các cái thể táo thì các bác sĩ lại có những các cái từ những cái bài thuốc tiêu thực phục tròn hoàn lại gia giảm thêm một số các cái vị, ví dụ như là đại hoàng và quan long nhân. Chúng ta biết là đại hoàng nó có tác dụng tả nhiệt, thông tán, thông tiện và hóa ứ, và nó giúp cho chúng ta đi tiểu tiện nó dễ dàng hơn này. Quan long nhân thì nó có tác dụng tả hỏa, hạ khí và nhuận táo, và hai cái vị thuốc này nó phối hợp với nhau để giúp cho những người bệnh táo bón có thể trở lại, có thể đi đại tiện phân mềm hơn và sẽ đi đều đặn hơn. Như vậy chúng ta thấy được là cái sự phối hợp của các vị thuốc ở trong bài thuốc tiêu thực phục tròn hoàn, và đặc biệt là đã được các bác sĩ cụ thể hóa trên từng bệnh nhân, trên từng thể bệnh, đã giúp cho mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị bệnh điều trị hội chứng ruột kích thích.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cái bài thuốc tiêu thụ cổ tròn là cái bài thuốc mà cũng được nghiên cứu rất là kỹ đúng không ạ? Và cũng đã được ứng dụng lâm sàng ở tất cả rất nhiều các bệnh nhân và đã đưa vào điều trị rất là lâu rồi đúng không bác sĩ? Bác sĩ có thể cho quý xem live stream biết được rằng là cái với cái hội chứng ruột kích thích này ấy, thì cái thời gian điều trị khoảng bao bao nhiêu thời gian thì có thể khỏi được cái bệnh này ạ? Và đây là câu hỏi của chị Hằng Trần ạ. Thì chúng ta biết là cái hội chứng ruột kích thích đây là một cái hội chứng bệnh mãn tính và nó tái phát đi tái lại phát lại rất nhiều lần, nên là cái việc điều trị thì chúng ta cũng phải đòi hỏi phải có thời gian để điều chỉnh lại. Cái chính của trong cái bài thuốc tiêu thực phổi tuần hoàn, tức là chúng ta điều trị để điều chỉnh lại các cái chức năng, các cái công năng của các cái tạng phổ mà đã bị ảnh hưởng, ví dụ như là tỳ vị, và để chúng ta sơ can này, rồi là kiện tỳ này, hòa vị này, để giúp cho các cái tạng của chúng ta nó hoạt động một cách rất là nhịp nhàng, điều hòa, để giúp cho cái tiêu hóa của chúng ta tốt lên. Và bên cạnh đó thì nó còn có những các cái vị thuốc để cải thiện các cái triệu chứng như là để thanh nhiệt táo thấp này, hành khí này, rồi là trong những thể mà táo bón thì còn có là tả hỏa này, rồi là nhuận táo, rồi là hạ khí, tất cả những cái đó. Nên là chính vì vậy mà nó phải đòi hỏi một thời gian. Thường thì chúng ta một liệu trình chúng ta điều trị thì tầm được khoảng từ 2 đến 3 tháng thì là sẽ giúp cho bệnh nhân sẽ ổn định và cải thiện cũng như là ổn định được các cái triệu chứng này, kết hợp với một cái chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ nữa. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Có rất là nhiều các cái câu hỏi mà đã gửi về trực tiếp qua điện thoại cũng như là qua dưới live stream ấy. Thì có một câu hỏi như sau, bác sĩ có thể giải đáp cho bệnh nhân ạ. Bệnh nhân có cái nick Facebook là Thu Trang. Chào bác sĩ, năm nay tôi 47 tuổi. Khoảng gần một năm trở lại đây thì tôi thường gặp các cái biểu hiện như đau bụng, đau quặn bụng từng cơn. Mỗi lần như vậy thì là muốn đi đại tiện. Và phân thì thường lúc táo lúc lỏng, đan xen. Đi xong thì lại vẫn có cảm giác mót muốn đi tiếp. Tôi đã đi khám nhưng đọc trên mạng thì thấy cái triệu chứng của cái bệnh viêm đại tràng này thì cũng mua một số các cái thuốc điều trị ở trên TV, nhưng mà cái hiệu quả nó không được như mong muốn, mà uống thì cái hiện tượng nó có đỡ nhưng mà sau khi dừng thì nó lại bị lại. Và xin hỏi bác sĩ thì cái bệnh này có thể chữa khỏi được hoàn toàn không, và xin bác sĩ tư vấn cho cái phương pháp điều trị để khỏi dứt điểm cái căn bệnh này ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, theo thông tin tức là chị Thu Trang năm nay 47 tuổi, vâng, thấy bà có là cái triệu chứng là hay đau bụng này, đau quặn bụng này, đại tiện thì phân lúc táo lúc lỏng. Vâng, thế và không biết là vị thính giả đã có cái đi nội soi đại tràng chưa, vì là trong những các cái tình trạng bệnh của cái rối loạn tiêu hóa này thì nếu mà khi mà đi nội soi đại tràng mà có các cái tổn thương đại tràng thì là gọi là viêm đại tràng, được chẩn đoán là viêm đại tràng. Còn trong những trường hợp mà chúng ta có các cái triệu chứng này nhưng mà lại bệnh nhân không có một cái tổn thương nào ở vùng niêm mạc đại tràng thì đây gọi là hội chứng ruột kích thích. Vâng, thế và hội chứng ruột kích thích thì thường bệnh nhân hay có các triệu chứng như là đi đại tiện có thể ngày là 2-3 lần này. Vâng, đấy, trong những đợt đi lỏng này, phân thì có thể nát, có lỏng, có sống này, đau quặn bụng. Nhưng mà một cái đặc điểm mà của cái hội chứng ruột kích thích nó khác với cái viêm đại tràng là có thể là trong cái viêm đại tràng thì bệnh nhân thường hay đi phân đau quặn móc dạn, nhưng mà đi thì phân ra nhầy và mũi, nhầy mũi và có thể có máu nữa, cái máu nó màu máu lờ màu cá. Và thế và đi xong thì vẫn cứ cảm giác nó mót dặn và phải đi rất nhiều lần. Thế còn trong những hội chứng ruột kích thích thì chúng ta thường là đi đại tiện không có các cái dấu hiệu như vậy, chỉ có đại tiện phân sống phân lỏng và đi xong thì thấy nhẹ bụng, nhưng mà có thể là một thời lúc sau thì chúng ta lại cảm thấy đau bụng và chúng ta lại muốn đi đại tiện. Và đấy là các cái triệu chứng. Thế và đối với hội chứng ruột kích thích thì nó sẽ có từng giai đoạn là sẽ phân táo phân lỏng. Có những cái thời kỳ thì chúng ta đi đang phân rất là táo, sau đó lại do một cái nguyên nhân nào đó ăn uống chúng ta lại có thể chuyển sang lỏng mất một thời gian, và đấy là những cái dấu hiệu của cái hội chứng ruột kích thích. Thế thì trong những trường hợp này thì về điều trị thì vị thính giả cũng có nói là cũng đã mua các cái thuốc điều trị nhưng mà cũng quảng cáo trên TV ạ. Vâng, đúng rồi, trên quảng cáo trên TV đúng không ạ. Thế và khi uống thì nó cũng có cảm giác nó dịu triệu chứng, nhưng đúng mà rồi. Sau đấy thì là
là bị tái phát lại, thì đấy là một cái việc mà chúng ta nên được thăm khám để đến các cơ sở y tế. Được thăm khám thì có thể đến các cơ sở y tế thuộc Tây y hoặc là các cơ sở y tế uy tín của Đông y để giúp chúng ta khám và được chẩn đoán bệnh, và từ đó sẽ có phương pháp điều trị. Vâng, thế và đối với các cái chứng bệnh này ở trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc của chúng tôi thì có điều trị, thì qua thăm khám thì các bác sĩ sẽ sử dụng một vài thuốc là tiêu thực phục tràn hoàn, và tùy theo cái thể của bệnh, qua cái thăm khám thì các bác sĩ cũng sẽ cho kê một cái đơn thuốc để giúp cho chúng ta cải thiện các cái triệu chứng này. Và bên cạnh đó nữa thì chị cũng nên có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, như là chúng ta không nên ăn những thức ăn mà nó lạ, ví dụ như thức ăn nó như một số thức ăn nó có thể gây dị ứng, như là tôm, cua, hải sản, những thức ăn đó có thể nó cũng gây lạ cho niêm mạc của chúng ta, niêm mạc đại tràng, và có thể dẫn đến tình trạng kích thích ruột và đi ngoài, rồi tránh những căng thẳng, những các stress này. Và đối với những người mà bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng thì không nên sử dụng, lạm dụng rượu bia. Vâng, thế và có một cái chế độ ăn ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ và vừa dùng thuốc thì là chúng ta sẽ cải thiện được các cái tình trạng này. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, chị Thu Trang đã nghe được cái tư vấn của bác sĩ rồi ạ. Thì cũng cái bệnh viêm đại tràng này, thì viêm đại tràng mà đặc biệt là cái hội chứng ruột kích thích này, thì theo bác sĩ thì đã khuyên chị là lên đến các cái cơ sở y tế để khám, để nội soi, để xác định xem là mình có bị viêm đại tràng thực thể hay không. Còn nếu mà chỉ đơn giản là hội chứng ruột kích thích thì cái pháp đồ điều trị nó cũng sẽ khác, mà nếu mà có thêm viêm đại tràng thì điều trị cũng phải khác, đúng không bác sĩ? Vâng ạ, thì chúc chị sức khỏe và nhanh chóng thoát khỏi cái căn bệnh này ạ. Vâng, quý vị đang xem chương trình trực tiếp, chương trình live stream tư vấn điều trị hiệu quả hội chứng ruột kích thích bằng y học cổ truyền, trực tiếp do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh trực tiếp tư vấn. Nếu quý vị muốn được trực tiếp tư vấn hoặc là được trực tiếp tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn thì quý vị có thể live stream, comment ở dưới live stream để được trực tiếp bác sĩ giải đáp những cái thắc mắc của bạn về hội chứng ruột kích thích này. Vâng, bác sĩ có một cái câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi này là của anh Nhâm Đoài. Vâng, chào bác sĩ, cháu bị hội chứng ruột kích thích đã gần một năm nay rồi, uống thuốc tây mãi không khỏi. Bác sĩ có thể cho cháu hỏi là cái điều trị cái căn bệnh này, phương pháp điều trị cái căn bệnh này hiệu quả được không ạ? Và cái liệu trình thì thường thường là sẽ khoảng mất bao nhiêu thời gian ạ? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin chào và xin chào bạn Nhân Toàn. Vâng, theo thông tin của bạn, tức là bạn bị cái hội chứng ruột kích thích cũng đã một năm nay rồi, thế và cũng đã uống rất nhiều, điều trị rất nhiều các cái loại thuốc rồi của Tây y rồi, nhưng mà cũng không khỏi. Chúng ta biết là cái hội chứng ruột kích thích đây là một cái bệnh lý mãn tính và rất là hay tái phát, khi mà có thể có công việc chúng ta căng thẳng này, rồi là có thể là do cái chế độ ăn, chứ có thể chúng ta chỉ ăn một cái loại thức ăn ở đấy nó hơi lạ một chút thôi là nó cũng đã có thể đi ngoài rồi, hoặc là đối với những người mà đang có những cái đi đại tiện nhiều lần thì chúng ta ăn nhiều chất xơ nó cũng có thể bị rối loạn kích thích trở lại. Nên là chính vì vậy mà chúng ta nên thứ nhất là nên điều chỉnh ngay cái chế độ ăn uống của chúng ta, và đặc biệt là không lạm dụng rượu bia, là bằng tránh những cái căng thẳng stress. Và một cái nữa là chúng ta cũng nên đến các cái cơ sở y tế để được thăm khám. Thì bạn cũng đã sử dụng các thuốc tây nhiều lần rồi nhưng mà nó cũng chưa dứt điểm được, thì bạn cũng có thể đến các cơ sở sử dụng các cái thuốc từ có các cái thảo dược thiên nhiên, và trong đó thì có tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc có một cái bài thuốc tiêu thực phục tràn hoàn cũng đã mang lại cái kết quả cho rất nhiều các bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích. Thì bạn đến đây sẽ được các bác sĩ thăm khám và sẽ được điều trị. Và chúng ta biết là trong bài tiêu thực phục tràn hoàn của trung tâm thì ngoài những các cái vị thuốc mà rất là nổi tiếng của cha ông ta trong những các cái sách cổ, những cái bài thuốc cổ phương đã dùng như là bạch chuột, bạch thược này, chỉ xác này, đẳng sâm để tăng cường cái sức đề kháng và tăng cường cái chức năng tỳ vị tiêu hóa ra, thì còn có rất nhiều những các thảo dược khác như là hoàng bá, hoàng liên để giúp thanh nhiệt táo thấp này, rồi là những một số các vị thuốc hành khí, và nếu mà đối với thể táo thì còn có những các cái vị thuốc như là đại hoàng, qua lông nhân để giúp cho tả hỏa này, nhuận táo này, thông tiện và hạ khí. Và đặc biệt là tại trung tâm còn có trong cái bài thuốc này còn có vị thuốc như là cây xi lăng, cây xi lung. Và cái cây xi lung này nó chính là một cái cây thuốc dân gian của người Tây rất hay sử dụng trong những cái bài thuốc mà để chữa các cái rối loạn tiêu hóa.
hội chứng ruột kích thích. Vâng, thế và cái cây này qua nghiên cứu thì đã cho thấy được là nó có tác dụng là để điều hòa cái chức năng lưu động ruột. Vì chúng ta biết là trong hội chứng ruột kích thích thì là chức năng lưu động ruột có thể là nó sẽ tăng hoặc nó sẽ giảm bất thường, nên chính vì vậy mà cái việc điều hòa lại cái lưu động ruột của cây xi lăng nó sẽ góp phần là để tạo nên kết quả của cái việc điều trị. Cũng như là bên cạnh đó còn có một loại cây là cây chắc phe. Vâng, cây chắc phe, cái cây chắc phe này cũng là một cái cây thuốc dân gian của dân tộc Tày. Cái cây này thì nó có cái tác dụng là để phục hồi các cái niêm mạc ruột, để giúp cho cái niêm mạc ruột của chúng ta nó được tốt này, được khỏe mạnh, và từ đó thì nó cơ sẽ tăng cường cái tiêu hóa. Vâng, như vậy thì là đây là một cái bài thuốc mà đã mang lại rất nhiều các cái hiệu quả. Và đối với những tình trạng mà điều trị hội chứng ruột kích thích thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái liệu trình từ 2 đến 3 tháng thì mới mang lại cái kết quả tốt được. Cảm ơn bác sĩ. Bạn Nhâm Đoài đã nghe được cái tư vấn trực tiếp của bác sĩ chưa ạ? Vâng ạ, bạn có thể đến trực tiếp trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dân tộc để được các bác sĩ thăm khám và điều trị hiệu quả cái căn bệnh này ạ. Vì hiện tại thì với cái hội chứng ruột kích thích thì hiện tại trung tâm đang có cái bài thuốc tiêu thực phục tròn hoàng điều trị rất là tốt và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho bệnh nhân và được rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và sử dụng. Vâng, bác sĩ ơi, chúng ta quay lại cái chương trình ạ, thì còn một cái nội dung nữa thì cũng được rất là nhiều các cái quý độc giả quan tâm, thì cũng bác sĩ cũng có nói trong cái quá trình mà live stream rồi. Tuy nhiên thì vẫn muốn hỏi lại bác sĩ để bác sĩ có thể khái quát lại trong cái quá trình mà điều trị cái bệnh cái hội chứng ruột kích thích này. Thì bệnh nhân cần lưu ý những cái gì để có cái kết quả điều trị là tốt nhất ạ? Vâng, thì chúng ta biết là bất cứ một cái bệnh nào cũng vậy thôi. Tức là bên cạnh một cái chế độ điều trị tốt rồi thì chúng ta vẫn phải có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt để giúp cho chúng ta tăng cường cái sức đề kháng cũng như là tăng cường cái hiệu quả và để phòng ngừa, quan trọng đó là phòng ngừa những cái tái phát. Vâng, thế thì chúng ta thấy được là đối với hội chứng ruột kích thích thì nó là một cái rối loạn chức năng của ruột do một số các nguyên nhân. Nên là thứ nhất là chúng ta phải chú ý là chúng ta tránh những cái căng thẳng, các stress, những cái áp lực trong công việc. Những cái này nó sẽ làm cho các cái lưu động ruột của chúng ta nó lại tăng cường, kích thích hơn và dẫn đến cái tình trạng bệnh lý. Vâng, thế và thứ hai nữa là một cái chế độ ăn uống. Chúng ta thấy là một cái chế độ ăn uống mà ăn quá nhiều chất béo này, ăn quá nhiều chất mỡ này, đầy bụng khó tiêu. Vâng, thế và một cái chế độ ăn mà ít rau xanh hoa quả tươi, không được cung cấp các chất xơ, các vitamin, các khoáng chất. Và đặc biệt là đối với những người hội chứng ruột kích thích thì khi chúng ta lạm dụng những các cái chất kích thích như là rượu bia này thì cũng sẽ ảnh hưởng. Và nữa là những thức ăn mà bẩn, những thức ăn nhiễm khuẩn, và những thức ăn nhiễm hóa chất cũng là một trong những cái nó tác động vào niêm mạc của đại tràng và có thể dẫn đến cái tình trạng tăng cường lưu động ruột. Vâng, thế và chúng ta biết là bên cạnh đó nữa thì là những cái thức ăn mà nó nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn này thì là chúng ta thấy là nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Và đặc biệt nữa là một cái chế độ sinh hoạt, ăn uống điều độ, ăn đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Và một cái chế độ tập luyện, tập thể dục vận động để giúp khí huyết lưu thông, giúp cho nhu động ruột của chúng ta nó cũng sẽ được điều hòa hơn. Vâng, thế và chúng ta cũng nên khi mà có các cái triệu chứng hội chứng ruột kích thích thì chúng ta nên sớm đi được thăm khám và được điều trị kịp thời. Và đặc biệt là trong cái hội chứng ruột kích thích thì chúng ta sử dụng các cái bài thuốc mà có các cái nguồn gốc từ thiên nhiên, từ thảo dược thì nó sẽ rất là an toàn, và đặc biệt nữa là nó cũng mang lại cái hiệu quả. Đặc biệt trong đó là cái bài thuốc tiêu thực phục tròn hoàn của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Chứng tỏ một điều là không chỉ có thuốc, đúng không bác sĩ? Để điều trị cái hội chứng ruột kích thích này thì thuốc cũng rất quan trọng. Tuy nhiên thì những cái mà như ví dụ như là chế độ ăn uống, điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt, ăn chín uống sôi, ăn thức ăn mà đảm bảo vệ sinh và điều chỉnh cái chế độ về làm việc cũng như nghỉ ngơi thì cũng rất là quan trọng để quyết định cái hiệu quả điều trị của cái hội chứng ruột kích thích này, đúng không bác sĩ? Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị khán giả, thì cái chương trình live stream trực tiếp tư vấn hiệu quả điều trị bệnh hội chứng ruột kích thích bằng y học cổ truyền thì thời lượng rất là có hạn. Trung tâm cũng đã nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các quý vị gửi về cho trung tâm qua điện thoại cũng như là qua dưới trực tiếp comment dưới live stream.
Tuy nhiên vì thời lượng có hạn thì tôi xin phép được chọn một cái câu hỏi nữa của một quý độc giả, sau đó thì sau khi bác sĩ giải đáp xong thì chúng ta cũng kết thúc chương trình, và mọi tất cả những cái câu hỏi khi của quý vị khán giả mà khi chưa được giải đáp thì trung tâm cũng sẽ tổng hợp lại và đội ngũ bác sĩ của trung tâm sẽ inbox hoặc là điện thoại tư vấn trực tiếp cho quý vị khán giả, để quý vị khán giả có những cái câu trả lời sắc đáng nhất về cái hội chứng ruột kích thích này ạ. Vâng, bác sĩ câu hỏi như sau ạ. Một bác tên là Nguyễn Văn Nam ạ. Tôi năm nay 62 tuổi, bị viêm đại tràng co thắt, bác sĩ để nói là bị viêm đại tràng co thắt bác sĩ ạ. 5 năm nay rồi. Các triệu chứng thì rất là giống như bác sĩ vừa nêu. Như đau quặn bụng này, cứ đau từng cơn, nhiều khi lại có những cái cục cứng nổi ở trên bụng, nắn thấy, và cứ mỗi lần đau như vậy thì đi ngoài và phân sống và không thành khuôn, và thực sự là cũng rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của bác. Cũng đã vái tứ phương, bác nói là cũng vái tứ phương, ai mách gì thì nghe đấy, nhưng cứ uống thuốc thì bệnh có đỡ nhưng không hết, và cứ ngưng một thời gian thì bệnh lại tái lại. Thực sự thì tôi quá mệt mỏi về cái căn bệnh này rồi. Người mệt mỏi, ngủ kém, ăn không ngon miệng, và cũng là giống như là bác sĩ nói, bệnh nhân nói là chú ấy nói là ám ảnh về cái bệnh này. Thì mong bác sĩ có những cái tư vấn để tôi có thể thoát khỏi cái căn bệnh này sớm nhất. Vâng, vâng ạ. Xin chào quý thính giả. Xin chào bác. Vâng, theo thông tin tức là bác năm nay 62 tuổi, đã bị viêm đại tràng co thắt 5 năm nay rồi. Vâng, thế và cũng đã có những các cái triệu chứng như là đau bụng thỉnh từng cơn này, đau quặn bụng này, và khi mà đau như vậy thì là có sờ thấy cái thừng đại tràng, và cái thừng đại tràng thường hay xuất hiện ở bên trái, và khi như vậy thì là sẽ đi ngoài, những đợt như vậy sẽ đi ngoài phân sống nát này, hoặc là không có khuôn. Và vị thính giả cũng đã nói là cũng đã điều trị rất nhiều rồi, tuy nhiên khi uống thì nó cũng sẽ cảm thấy nó cũng khó cải thiện, nhưng mà sau đó thì là dừng thuốc thì lại các triệu chứng nó lại trở về. Và cũng là đây cũng là một những cái chia sẻ của bác cũng như là rất nhiều các bệnh nhân, tức là đối với những người mà có cái viêm đại tràng co thắt hay là hội chứng ruột kích thích thì là do nó cứ tái đi tái lại nhiều dần và điều trị nó không mang hiệu quả, nên là bệnh nhân rất là lo lắng và rất là mệt mỏi, và có nhiều người cũng đã có thể là mắc những cái chứng trầm cảm từ những các cái bệnh lý này. Và thế thì trong những trường hợp này thì bác cũng nên, thứ nhất là về cái này thì là cũng đã được chẩn đoán hội chứng ruột kích thích rồi, nên là cái này nó không phải là một cái bệnh lý mà tổn thương niêm mạc của ruột, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống, nên chính vì vậy mà bác cũng nên điều trị. Bác có thể đến khám, đi khám lại, có thể từ các cái khám ở các bệnh viện Tây y, cũng như có thể đến khám ở các cái bệnh viện hoặc cơ sở của y học cổ truyền, và tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc họ cũng đã điều trị rất nhiều các cái bệnh nhân có cái hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt, và mang lại cái hiệu quả bằng một cái bài thuốc là tiêu thụ tràn hoàn. Vâng, thì cái bài thuốc này cũng đã là một cái bài thuốc mà kế thừa từ các cái kinh nghiệm dân gian của dân tộc Tây chuyên về điều trị các cái rối loạn tiêu hóa, và kết hợp với những các cái vị thuốc rất là nổi tiếng của cha ông ta ngày xưa vẫn dùng. Đây là cái bài thuốc mà nó sẽ điều trị vào căn nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, nên là chính vì vậy cũng đã mang lại cái hiệu quả rất cao, nên là bác có thể đến thăm khám để được các bác sĩ tư vấn cũng như là được các bác sĩ điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Có một cái câu hỏi thì thời lượng nó gần hết rồi, nhưng mà có một cái câu hỏi chắc là bạn này cũng đang rất là quan tâm và lo lắng, thì chắc là nó cũng chỉ là câu hỏi nhanh thôi thì bác sĩ có thể giải đáp, vì chắc là cũng là có thể là quan tâm của rất nhiều người. Đó là bạn tên là Thanh Nhiêu ạ. Bác sĩ cho em hỏi, mỗi sáng sớm em thường uống một ly nước ấm, sau đó em uống một cốc nước gồm 1/3 trái chanh cộng một ít mật ong. Như vậy thì có bị ảnh hưởng đến bào tử không? Vì em vì bệnh nhân khách bệnh nhân này thì được rất nhiều người chia sẻ cái phương pháp đấy. Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn một câu hỏi cuối không ạ? Vâng, xin chào bạn. Và tức là bạn cũng có chia sẻ một cái cách mà bạn rất hay sử dụng, đó là mỗi sáng bạn dùng một ly nước ấm này, và trong đó thì có pha là đi 1/3 quả chanh và mật ong, và đây là một cái mà cũng được truyền là một cái những cái gọi là những cái cách dân gian, để thứ nhất là cũng để có mật ong này để nó tăng cường bồi bổ, và chanh thì nó cũng có cái tác dụng là nó có vitamin C, nó chống oxy hóa,
rất cao. Tuy nhiên thì nhìn chung thì các cái phương pháp này thì dùng vẫn rất tốt và vâng. không có vấn đề gì vâng. để tăng cường sức khỏe. Vâng. Vâng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tùy theo cái cơ địa từng người, vì là có những người mà khi sử dụng các cái mật ong nó có thể gây kích ứng vâng. Thì cũng có thể gây lên những cái triệu chứng như là có thể rối loạn tiêu hóa. Ừ. Nên là chính vì vậy mà khi mà sử dụng thì bạn vẫn luôn luôn lắng nghe cơ thể mình. Nếu mà chúng ta thấy ổn, thấy êm và thấy khỏe mạnh, tỉnh táo thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà có một số bạn thì do cái cách sử dụng nó cũng không được chuẩn, nên là có thể đưa một cái lượng chanh quá nhiều vào có thể gây nên là đau dạ dày vâng. Thế và có thể gây những cái hội chứng kích thích nữa. Nên là các bạn cũng nên tự điều chỉnh cho mình một cái sự phối hợp giữa chanh và mật ong như thế nào để phù hợp với cái sức khỏe của cơ thể mình, để giúp cho là mang lại hiệu quả nhưng mà lại không có những cái tác hại. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Đấy, bạn Thanh Yêu đúng không ạ? Bạn Thanh Yêu đã nghe được cái tư vấn của bác sĩ rồi ạ. Vâng. Hãy lắng nghe cơ thể của mình bạn nhé. Vâng. Đây là một cái phương pháp mà cũng được rất nhiều người đang áp dụng. Vâng. Và cũng cho cái hiệu quả rất tốt. Vâng. Thì bạn lắng nghe, và tất cả quý vị khán giả mà ai đang thực hiện cái phương pháp này thì cũng cứ lắng nghe cơ thể của mình đúng không ạ? Và nếu mà mình thấy uống như vậy và thấy mọi thứ nó vẫn bình thường và không có thấy dấu hiệu như là ví dụ hơi ở chua hay đau dạ dày thì mình cũng có thể áp dụng đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn bạn. Thực kính thưa quý vị khán giả xem live stream, thì thời lượng chương trình có hạn, đến đây là kết thúc. Tất cả những cái câu hỏi mà của quý vị khán giả khi chưa được trực tiếp mà bác sĩ tư vấn hoặc là chuyên gia tư vấn của trung tâm tư vấn cho quý vị ấy, thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và sẽ có đội ngũ bác sĩ inbox trực tiếp cho quý vị khán giả hoặc điện trực tiếp cho quý vị khán giả để được giải đáp thấu đáo nhất và cụ thể nhất về cái hội chứng ruột kích thích này. Thì rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng xin thông báo đến quý vị khán giả một cái chương trình tiếp theo. Chương trình tiếp theo nó sẽ diễn ra với trực tiếp là viện trưởng tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân Anh trực tiếp tư vấn, đó là chủ đề là về bệnh mề đay mẩn ngứa. Chắc quý vị khán giả cũng biết rằng là bây giờ là đang bắt đầu chúng ta sẽ chuyển mùa sang mùa hè. Đây là một cái thời tiết mà nó đặc biệt là rất là thuận lợi để cho cái bệnh mề đay mẩn ngứa khi giao mùa bùng phát, đặc biệt là với các đối tượng như trẻ em, các đối tượng như là phụ nữ mang thai cũng như là phụ nữ sau sinh. Thì nếu quý vị khán giả trực tiếp mà quan tâm đến cái đầu bệnh mề đay mẩn ngứa này thì quý vị xem trực tiếp live stream vào ngày thứ hai, ngày 23, 10 giờ ngày thứ hai, ngày 23 tháng 3 với chủ đề là tư vấn điều trị hiệu quả bệnh mề đay mẩn ngứa khi giao mùa bằng y học cổ truyền. Thì cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã trực tiếp xem live stream và ủng hộ cho chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình tiếp theo. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý vị khán giả và xin chào ạ.